Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi tối ngày hôm nay ngày 2 tháng 10 thì Tâm Tâm cũng xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn những tin tức có liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cũng như là những tin tức khác liên quan trong cả nước. Bây giờ Tâm Tâm xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vào phần chính của ngày hôm nay, đó là báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 10 2021. Hôm nay số F0 mới phát hiện trên địa bàn tổng cộng là 33 ca, trong đó số phát hiện trong khu cách ly 18 ca, số phát hiện trong khu vực phong tỏa 13 ca, qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế 2 ca. Như vậy, kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay, toàn địa bàn thành phố Cần Thơ ghi nhận 5.756 ca nhiễm. Và hôm nay thì truy vết là 8 F1 có liên quan. Số ca điều trị khỏi trong ngày là 31 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên là 4.802 người. Hôm nay không ghi nhận trường hợp tử vong nào. Và về công tác xét nghiệm thì trên toàn địa bàn thành phố hôm nay thực hiện xét nghiệm test nhanh cho 2.674 người và xét nghiệm PCR cho 15.971 người. Về công tác điều trị thì tổng số bệnh nhân đang điều trị là 832 người, trong đó tầng 1 là 547, tầng 2 248 và tầng 3 là 37 người. Và về số ca nhiễm phát sinh trên từng địa bàn quận huyện ngày hôm nay thì trên địa bàn quận Ninh Kiều là 26 ca, Bình Thủy là 5 ca và địa phương khác là 2 ca. Cụ thể thì trên địa bàn quận Ninh Kiều ngày hôm nay 26 ca nhiễm thì có trong khu phong tỏa và trong khu cách ly, 13 ca trong khu phong tỏa, 13 ca trong khu cách ly. Cụ thể là trên địa bàn các phường gồm Tân An trong khu phong tỏa 11 ca, trong khu cách ly 3 ca, Cái Khế trong khu phong tỏa 2 ca, trong khu cách ly 6 ca, các phường An Hòa, An Nghiệp, Hưng Lợi, An Khánh mỗi phường 1 ca trong khu cách ly. Cuối cùng là trên địa bàn quận Bình Thủy thì ngày hôm nay có 5 ca trong khu cách ly, gồm trên địa bàn phường Trà Nóc 3 ca trong khu cách ly, An Thới là 2 ca trong khu cách ly. Và ngoại tỉnh thì ngoại tỉnh có 2 ca tầm soát tại cơ sở y tế. Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. Và tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển qua những tin tức khác có liên quan. Bản tin Covid-19 tối ngày 2 tháng 10, cả nước 5.490 ca nhiễm mới, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đều giảm. Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 5.477 ca trong nước, giảm 1.464 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có thêm 28.857 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ 17 giờ ngày 1 tháng 10 đến 17 giờ ngày 2 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 5.477 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.464 ca so với ngày trước đó. Tại 40 tỉnh, thành phố có 3.004 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 2.723 ca, Bình Dương 1.517, Đồng Nai 509, An Giang 139, vân vân. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Thành phố Hồ Chí Minh giảm 947, Bình Dương giảm 270, Đồng Nai giảm 226. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Đắk Lắk 59, An Giang 23 và Khánh Hòa là 21. Trung bình, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong 7 ngày qua là 8.065 ca trên một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 803.202 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân, cứ 1 triệu người có 8.160 ca nhiễm. Riêng đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay ghi nhận 798.626 ca, trong đó 659.759 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm lũy tích cao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. Trong ngày có thêm 28.857 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca được điều trị khỏi lên là 664.938 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.337 ca. Trong ngày ghi nhận 164 ca tử vong gồm tại Thành phố Hồ Chí Minh 123, Bình Dương 24, Đồng Nai 5, Long An 5, Kiên Giang 2, Quảng Ngãi 1, Tiền Giang 1, An Giang 1, Bình Thuận 1 và Cần Thơ 1. Trung bình, số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 165 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.601 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. So với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 136 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông tin cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay liên quan đến vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Ban cố vấn FDA sẽ xem xét dữ liệu vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong tháng 10. Ngày 1 tháng 10, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ thông báo ban cố vấn của họ sẽ gặp nhau trong tháng 10 để xem xét dữ liệu vaccine COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ nhỏ dưới 12 tuổi. Đồng thời, theo hãng tin Reuters, ban cố vấn của FDA cũng sẽ họp bàn về dữ liệu tăng cường vaccine Moderna và Johnson & Johnson. Cụ thể, ngày 14 tháng 10, ban cố vấn của FDA sẽ họp bàn về liều tăng cường của vaccine Moderna. Ngày 15 tháng 10, họ sẽ xem xét dữ liệu liều tăng cường của vaccine Johnson & Johnson. Sau đó, ban cố vấn sẽ thảo luận về việc cấp phép vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 26 tháng 10. Ngoài ra, ban cố vấn cũng sẽ xem xét việc tiêm liều tăng cường khác với các liều đã tiêm ban đầu. FDA đưa ra thông báo trong bối cảnh cơ quan y tế này đang tìm cách giảm thiểu những tác động tiềm ẩn của sự gia tăng các ca bệnh trong mùa thu này, cùng với việc trường học mở cửa lại trên toàn quốc. Tháng 9, FDA đã cấp phép liều tăng cường của vaccine Pfizer cho người già và người có nguy cơ mắc COVID-19 cao. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC Mỹ, tính đến 30 tháng 9, khoảng 4 triệu người Mỹ đã được tiêm liều tăng cường của Pfizer. Trong một diễn biến khác, theo Reuters, ngày 1 tháng 10, Mỹ đã vượt mốc 700.000 ca tử vong vì COVID-19 trên cả nước tính từ đầu dịch. Tuần qua, nước Mỹ ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca tử vong trên một ngày, tức là bằng khoảng 60% so với số ca tử vong lúc đỉnh dịch vào tháng 1 vừa qua. Cho tới nay, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca bệnh và tử vong vì COVID-19, chiếm lần lượt là 19% và 14% tổng số ca bệnh và tử vong được ghi nhận trên toàn cầu. Trong khi đó, toàn cầu đã có hơn 235 triệu ca bệnh, trong đó đã có hơn 4,8 triệu ca tử vong vì đại dịch. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!